Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất có địa chỉ tại tổ dân phố Thị Thai, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 388m², mặt tiền đường là 16m95, đi sâu vào là 21m và có 305m đất thổ cư. Và từ vị trí này thì chúng ta ra đến đường quốc lộ 14 rơi vào khoảng 500m nhé. Chúng ta về tới trung tâm chợ, siêu thị, công viên rơi vào khoảng 800m là chúng ta đã về tới trung tâm rồi. Lô đất của chúng ta là ở phía sau đây này. Phía sau là một cái quán, người ta đang kinh doanh quán cơm nhé, quán bún phở anh em ạ. Có cái địa thế cũng khá là đẹp anh em. Đây, như anh em nhìn thấy này, khu vực đây này, kinh doanh buôn bán khu vực này rất là sầm uất nhé. Và xin mời anh em hãy hướng ra mình phía trước để mình quay chi tiết căn nhà và lô đất cho anh em xem. Đây là con đường liên xã nha anh em nhé. Từ vị trí này chúng ta ra đến ngã tư ngoài đây này. Ngã tư ở đây người ta gọi là ngã tư Năm Hội á, là rơi vào khoảng hơn 100m nhé. Và cũng theo con đường này chúng ta đi ra đường quốc lộ 14 rơi vào khoảng 500m. Như anh em nhìn thấy này, khu vực đây kinh doanh buôn bán thì rất là sầm uất. Và con đường này nhà nước quy hoạch là tới 29m anh em nhé, đường rất là rộng luôn. Đây cái lô đất của chúng ta đây, lô đất của chúng ta thì hiện tại chủ nhà đang kinh doanh phở bò 99 này, rồi bún bò sườn cay các kiểu. Và cái vị trí lô đất của chúng ta thì nó có cái ranh giới là từ đây, từ cái mép tường bên này nhé, sang tới mép tường bên này là 16m95, sâu vào là 21m và có 305m đất thổ cư. Và hiện tại thì chủ nhà đang kinh doanh, có một cái mặt bằng phía trước khá là rộng anh em nhé. Và còn cái hướng này thì chúng ta đi về xã Gia Nốt, xã Gia Co, xã Gia Vê nhé. Đường này thì thông qua 3 xã nên cái địa điểm này anh em đến đây kinh doanh thì có thể là kinh doanh rất nhiều mặt hàng ở khu vực này nhé. Và đây là một cái vị trí kinh doanh cũng khá là tuyệt vời anh em ạ. Đây dân cư nhá, dân cư thì ở san sát. Giờ bây giờ xin mời anh em hãy tiến vào trong căn nhà để mình quay chi tiết cái phần bên trong cho anh em xem. Đây khu vực phía trước này thì chủ nhà kinh doanh bán đồ ấy này, phở này, bún bò, cơm tấm, lẩu bò. Đó. Có một khoảng không gian ở phía trước cũng khá là rộng anh em nhé. Đây khá là rộng rãi này. Bây giờ mình sẽ đi sang cái phần bên đây trước này. Phần nát. Nhà đây đầy đủ các công năng anh em nhé, công năng phòng ngủ rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi khu vực để cho khách người ta đi toilet. Ở đây là một cái phòng ngủ này. Đây, phòng ngủ. Bật điện đi anh. Rồi bên đây là một cái phòng khách nhé, khu vực phòng khách. Đây chủ nhà có để kê một bộ bàn ghế ở khu vực này. Rồi bên này. Bên này cũng là một phòng ngủ. Phòng ngủ đây thì cũng khá là rộng anh em nhé. Phòng ngủ đây thì 36 khoảng 30m². Và bên đây thì chủ nhà có thiết kế cái khu vực để nấu ăn này, nấu ăn khu vực này. Rồi khoảng không gian bên đây là chủ nhà có thiết kế một khu vực để chúng ta phơi đồ nhé. Chúng ta phơi đồ khu vực này. Và bên đây là
nhà vệ sinh riêng biệt, nhà vệ sinh. Bên đây là nhà tắm. Rồi, bên này có một khoảng không gian để chúng ta bỏ cái máy giặt ở khu vực này. Và còn bên này, bên này là một cái khu vực để rửa chén bát ở khu vực này nhé. Đây chủ nhà bán quán là chủ nhà dùng cái không gian này, chủ nhà nấu nướng khu vực này này. Đây để rửa chén bát khu vực này. Và bên đây cũng là một cái chỗ để có thể để chén bát, để các dụng cụ kinh doanh ở khu vực đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhìn ra phía trước của căn nhà. Một cái địa thế cũng khá là rộng rãi để chúng ta kinh doanh ở khu vực đây nhé. Đây là tổng quan cái khu vực để chủ nhà bày những cái chén, cái tô để nấu nướng ở khu vực này. Đây là như là một cái quầy đấy anh em ạ, một cái quầy để chúng ta có thể nấu nướng khu vực này. Rồi bên này có một cái góc, đây góc bên này, đây chỗ này thì chủ nhà để ô tô nhé, chủ nhà để ô tô. Và đây là một cái phòng, và đây là một cái phòng nhé. Cái phòng này thì chúng ta có thể thiết kế một cái phòng karaoke cũng rất hợp lý anh em ạ. Đây trước đây chủ nhà đã thiết kế một phòng karaoke ở khu vực này này. Đấy. Chúng ta vừa ăn uống thì có thể này, vào đây giải trí hát hò ở cái phòng này cũng rất ok. Khá là đẹp nhá. Và trong cái phòng này thì có một cái phòng vệ sinh. Đây. Một nhà vệ sinh nhá. Rồi, đóng gạch men hết. Ốp tường rất là đẹp. Mình đã quay cái tổng quan căn nhà và cái mặt bằng phía trước để cho chúng ta có thể đến đây kinh doanh. Rồi một chút nữa thì mình sẽ bay flycam để chúng ta nhìn được tổng quan ở cái khu vực này. Cái khu vực này thì vị trí nó khá đẹp, nó là trung tâm nhé. Trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Đấy, như anh em nhìn thấy ở cái mặt đường phía trước này, một trước mắt chúng ta là một quán cà phê này. Rồi, kinh doanh san sát ở khu vực này này. Đấy, kinh doanh rất nhiều các mặt hàng. Bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình flycam để mình bay trên cao nhé. Trên cao để cho anh em dễ dàng hình dung ra cái vị trí ở khu vực này.